298% là mức lợi nhuận gộp trung bình hàng năm mà Rajit Daliwal đã đạt được trong suốt 9 năm giao dịch, một thành tích giao dịch phi thường. Anh giao dịch một cách song sáo, nắm giữ các vị thế quy mô lớn mỗi khi có lòng tin cao vào một giao dịch nào đó. Ngay bây giờ, hãy cùng Happy Life khám phá lối tư duy đặc biệt cùng những bài học cuộc đời của ông bạn nhé. Ông được học và chơi quần vợt ngay từ nhỏ và có định hướng theo đuổi sự nghiệp khi lớn lên. Quần vợt là một phần trong cuộc sống của ông với kỳ vọng đạt đến cấp độ quốc tế. Nhưng sau cuộc trò chuyện với một trong những huấn luyện viên của mình, người từng là một tuyển thủ xếp hạng thế giới, anh bộc bạch rằng bản thân rất thích trải nghiệm thi đấu ở cấp độ quốc tế và rằng việc đó cho anh cơ hội đi du lịch thế giới. Nhưng về khía cạnh tiền bạc thì không khả quan lắm. Vào thời điểm đó, anh ấy đã ngoài 30 tuổi và còn phải đi học lấy bằng để bắt đầu một nghề nghiệp mới. Nhưng sau cuộc trò chuyện định mệnh này đã khiến Rajit suy ngẫm về sự nghiệp và tương lai của bản thân. Khi nghĩ về việc mình phải bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn khác khi 30 tuổi, ông đã chùn bước. Rajit không có tình yêu mãnh liệt với bộ môn quần vợt giống như một số bạn bè đồng trang lứa. Một ngày nọ, huấn luyện viên của Rajit đưa một người đến thi đấu với ông. Họ đã chơi với nhau một trận và ông đã đánh bại người này với tỷ số 6-4. Sau đó, huấn luyện viên nói với Rajit rằng cầu thủ mà ông vừa đánh bại nằm trong bảng xếp hạng quốc tế. Huấn luyện viên đã không nói với Rajit trước trận đấu vì không muốn ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của ông. Vào lúc đó, lẽ ra Rajit phải bừng bừng ý chí với ý nghĩ rằng có lẽ mình có thể đạt được ước mơ. Nhưng không phải vậy, ông đã không thấy được bản thân mình trong hình ảnh của một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Khi ở trường đại học, ông đã chính thức từ bỏ quần vợt. Huấn luyện viên quần vợt của ông nói với ông rằng hãy nghỉ đông rồi quay trở lại. Nhưng ông chưa bao giờ muốn quay trở lại. Rajit bắt đầu chú ý đến thị trường tài chính khi tin tức lúc bấy giờ chiếm phần lớn thời lượng trong ngày. Điều này cũng rất đổ bình thường bởi lẽ đây là giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008 và 2010. Rajit dần cảm thấy rằng tài chính là một lĩnh vực thú vị. Ông sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra ngày hôm sau. Nó mới chính là điều làm cho ngành này hấp dẫn. Ông cho rằng những công việc có thể đoán định hay biết trước điều mình cần làm là công việc nhàm chán tầm thường. Sau này khi tham gia giao dịch, ông đã ứng dụng kinh nghiệm cho quần vợt thời niên thiếu vào sự nghiệp giao dịch. Rajit nhận ra điểm khác nhau giữa hai bộ môn rằng trong quần vợt, bạn phải thực hiện mọi cú đánh. Nhưng trong giao dịch, bạn không nhất định phải thực hiện mọi giao dịch. Bạn có thể đợi đến khi giao dịch đúng ý mình xuất hiện. Việc đó cũng giống như chơi quần vợt, nhưng khác ở chỗ, bạn chỉ thực hiện cú đánh bóng khi đã chuẩn bị trước một cách hoàn hảo. Một điều quan trọng nữa là, ông sẽ không cần phải giao dịch nếu như bản thân không ở trong trạng thái tâm trí hoặc chu kỳ cơ hội phù hợp. Ngoài ra, giữa việc đạt đến trình độ cao trong một môn thể thao như quần vợt và trở thành một nhà giao dịch lành nghề cũng có điểm chung. Sự tương đồng tâm lý để bạn trở nên xuất sắc trong một môn thể thao và khi giao dịch. Trong cả hai chuyên môn này, bạn đâu cần phải có kỷ luật, bạn cần quản lý chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng của mình. Là một nhà giao dịch, bạn cần phải đưa ra những quyết định tối ưu và rất khó để đưa ra những quyết định đúng đắn nếu bạn căng thẳng hoặc mệt mỏi. Nhưng sự khởi đầu chưa bao giờ là dễ dàng. Rajit không học giỏi và đương nhiên cũng không có cơ hội được học tại các trường đại học hàng đầu. Trong khi đó, gần như đây là một điều kiện cần nếu bạn muốn bước chân vào lĩnh vực này. Rajit đã cố gắng nộp đơn cho nhiều vị trí giao dịch nhất có thể. Ông nghĩ nếu như được gọi phỏng vấn thì ông có thể bán mình thành công. Rajit nộp đơn vào khoảng 30 nơi khác nhau, tất cả họ đều từ chối, ngoại trừ một công ty giao dịch tài sản đã gọi ông đi phỏng vấn. Và đó là cuộc phỏng vấn duy nhất ông có. Rajit đã quyết tâm phỏng vấn thật tốt. Ông đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn và trình bày về những điều đang diễn ra trên thị trường vào thời điểm đó. Người phỏng vấn cảm thấy ấn tượng với sự ham học hỏi và mối quan tâm thật sự đến thị trường của ông. Cuối cùng, họ hỏi ông có thắc mắc hoặc nói gì thêm không. Ông đã nói, tôi đã nộp đơn vào 30 nơi khác nhau và tôi thực sự muốn làm trong lĩnh vực này. Chỉ cần anh cho tôi cơ hội, tôi sẽ là nhân viên chăm chỉ nhất mà anh từng gặp. Ông cho rằng, hơn bất kỳ thứ gì, chính sự nhiệt huyết này đã giúp bản thân ông có được công việc đó. Ông được đào tạo đa dạng phương pháp từ phân tích kỹ thuật đến phân tích cơ bản. Nhưng suy cho cùng, Rajit hiểu rằng, tìm ra một phương pháp giao dịch phù hợp mới chính là chìa khóa tối ưu. Ông đã bắt đầu sử dụng phân tích cơ bản là công cụ giao dịch, chủ yếu là giao dịch theo tin, tức là giao dịch dựa trên nhận xét của các chủ ngân hàng trung ương hoặc các quan chức. Ông chia sẻ cách bảo vệ vốn của mình rằng giao dịch thực ra là giữ các khoản lỗ của bạn ở mức nhỏ, các đợt sụt giảm lớn trong tài khoản gây ra những tác động tâm lý tiêu cực và điều này không nên xảy ra. Tốt hơn hết là bạn nên cố gắng duy trì trạng thái ổn định. Vậy làm sao để duy trì trạng thái ổn định này? Ông đã trích dẫn điều mà Ray Dalio từng nói. Nhận thức của bạn về thực tại có thể không nhất thiết phải đúng với bản chất của thực tại. Để đạt được mục tiêu của mình, bạn cần hiểu rõ mối liên hệ giữa các hành động bạn thực hiện và kết quả chúng tạo ra theo thời gian. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh các hành động của mình nếu cần để đạt được kết quả mong muốn. Nói một cách dễ hiểu,
hãy xem xét các ghi chú về những giao dịch của mình trong quá khứ. Những ghi chú này đại diện cho nhận thức của bản thân, sau đó hãy xem xét dữ liệu và kết quả của các giao dịch đó. Những kết quả này đại diện cho thực tại. Nhờ việc đánh giá này, Dorsey đã phát hiện ra rằng dù ông có nghĩ rằng bản thân mình giỏi một vấn đề nào đó đi chăng nữa, nhưng thực ra mọi thứ không phải vậy. Ông chia sẻ, Dalio là một bậc thầy và học hỏi từ quá khứ. Ông nói rằng sở dĩ mọi người bị quá khứ che mắt là vì họ đã quá tập trung vào quá khứ gần cùng với những trải nghiệm của bản thân. Họ không nhìn lại quá khứ đủ xa để có thể kiểm tra lại quan điểm của họ. Để ứng dụng bài học này vào giao dịch, Dorsey đã nghiên cứu dữ liệu trên 100 năm khi phân tích thị trường. Cho đến lúc này, bạn sẽ thấy một sự vận hành rất rõ ràng của tự nhiên là chúng luôn có hai cực, giống như đồng tiền luôn có hai mặt, và chúng ta có xu hướng chọn mặt tối ưu và có giá trị kỳ vọng mà đi theo, từ đó tạo nên dòng chảy. Chảy về hướng có lợi, lợi có thể ngắn hạn hay dài hạn. Bạn hãy suy ngẫm thật kỹ những điều sau đây. Con người thường dành sự tập trung vào vốn tài chính để khám phá không gian, điều mà họ coi như một biên giới rộng lớn, còn ông nghĩ theo hướng hoàn toàn ngược lại. Cụ thể, ông cho rằng chúng ta nên đi sâu xuống đại dương, bởi vì độ sâu của đại dương vẫn chưa được khám phá hết. Ông đã định hình cuộc tranh luận trong khái niệm giá trị kỳ vọng. Ông nói rằng chúng ta có thể học được nhiều điều hữu ích hơn từ việc khám phá đại dương khi chi cùng một số tiền cho việc khám phá không gian. Nói một cách khác, giá trị kỳ vọng từ việc khám phá đại dương lớn hơn nhiều so với giá trị kỳ vọng của việc khám phá không gian. Dorsey đã hiểu thế nào là dòng chảy của cuộc sống, nơi ông có thể lựa chọn những hướng đi mà bản thân cảm thấy tối ưu dựa trên những phân tích và đánh giá quá khứ một cách thiện xảo. Không đâu xa, đó chính là việc ghi chép nhật ký giao dịch. Điều tưởng chừng như đơn giản nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều bỏ qua này đã đưa ông đến trạng thái bình an trong hiện tại. Học hỏi và đúc rút những kiến thức cùng kinh nghiệm của những người đi trước là con đường ngắn nhất để giúp bạn thành công. Nếu bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ đến mọi người và đừng ngần ngại để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận và tiếp tục theo dõi Happy Life để tìm hiểu thêm nhiều kinh nghiệm và bài học từ những nhà đầu tư vĩ đại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.